Chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người cái chiếc van lọc cắt lọc sét, van cắt lọc sét GZ250. Thì đây là chiếc van cắt lọc sét GZ250 trên tay mình đang cầm. Và chiếc van này để làm gì? Van cắt lọc sét này để lắp vào lưới điện dùng để thoát sét. Lưới điện thì đối với mỗi gia đình chúng ta thì cũng nên có lắp bổ sung cái van thoát sét như thế này. Thì trước tiên thì mình sẽ nói về cái van GZ250 này. Thì cấu tạo là cái ống và nó có các chi tiết ở bên trong. Khi nào điện áp ở hai đầu của nó đạt ngưỡng là 250V thì nó sẽ làm việc và đánh chập hai cái bản cực này với nhau. Đây sẽ có hai bản cực, ở trong cái ống nó có hai bản cực và điện trở nó sẽ về nhỏ nhất và nó dẫn điện thoát xuống xuống, xuống đất, và như thế thì nó sẽ tạo ra một cái dòng maximum. Cái automat nó sẽ nhảy và cắt tải gia đình của chúng ta ra khỏi hệ thống. Thì đấy là mình nói cái cách thức là phát sinh như nào. Khi mà điện áp ở hai đầu đạt dưới 250V thì hai cái điện cực tự động nó sẽ nhả ra và nó sẽ trở thành vật cách điện. Khi nào mà điện áp trên 250V thì nó sẽ đánh chập, thì nó là vật dẫn điện. Và như vậy là cái thiết bị gia đình chúng ta là an toàn, không bị hỏng hóc. Thì đối với thiết bị điện dân dụng thì cái điện áp cấp là 220V, và để nó hoạt động tốt nhất thì nó lại là điện áp 220V cộng trừ 10% mà tương đương với 242 hoặc là 198V. Đấy là mức lý tưởng. Còn đến 250V thì thiết bị của chúng ta vẫn chưa thể hỏng được. Thì cái van này là cấu tạo như vậy. Và đây là van quốc an. Đây, GZ250V. Và chiếc van này đều có các thông số kỹ thuật như là kích thước dài là 107 cộng trừ 1 mm, đường kính là 49 cộng trừ phi 49 cộng trừ 1 mm, và hai ốc bắt van hai đầu là phi 8 mm, tức là ốc 8. Dùng cờ lê, cái vặn thì dùng cờ lê 13. Điện áp danh định của lưới nắp van là 220V. Điện áp làm việc cho phép lớn nhất của van 250V. Và điện áp phóng điện ở tần số 50 Hz là 0,8 đến 1,8 kV. Dòng điện dò ở điện áp 250V là dưới 10 microampere. Điện trở cách điện đo bằng megaohm là lớn hơn 10 megaohm, và điện áp dư đo ở dòng xung 5 kilo ampere là 8 trên 10 2 là 8 trên 20 micro giây, rất là nhanh. 8 trên 20 micro giây là và ứng dụng là lắp điện, lắp trong hệ thống điện điện tử viễn thông các thiết bị nguồn điện 220V 50 Hz nhằm chống sét lan truyền trên các thiết bị trên lan truyền xuất hiện trên hệ thống điện một pha tại các nhà máy, nhà xưởng, chung cư hay văn phòng, nhà ở siêu thị. Thì cái sản phẩm của mình ấy, thì mình giới thiệu là nó có giấy chứng nhận xuất xưởng.
giấy chứng nhận xuất xưởng, biên bản thí nghiệm này của EVN nhé, chứ không phải là cái biên bản EVN là tập đoàn điện lực ấy. Đấy, và có kết quả thử nghiệm. Sau kết quả thử nghiệm thì đây. Và biên bản kết quả đo kiểm. Thì cái thiết bị chứng xét này thực ra thì nó sử dụng rất là hiệu quả, và mọi người có thể mắc theo cách đơn giản. Mắc theo cách đơn giản là gì? Thì mình sẽ cầm cái tờ giấy, mình sẽ vẽ mọi người để hiểu đơn giản nhất, để cho chi phí nhỏ nhất. Thì cái thiết bị này chúng ta chỉ cần lắp lưới điện vào. Đây là lưới điện vào 220V. Chúng ta lắp qua một cái áp. Chúng ta lắp qua một cái automat. Thì tùy chúng ta lắp, có thể lắp là do công suất gia đình chúng ta dùng là 40 hoặc 60 à, hoặc có thể chúng ta lắp 25A. Đây là cấp tải cho gia đình, đây là căn hộ. Tải. Và hai cái van lọc sét thì sẽ lắp ở đây. Và đây là mũi đất. Thì khi điện áp mà bình thường 220V thì cái automat này vẫn cấp điện bình thường. Thì chúng ta tại sao tôi ghi là 25, 40, 60 thì đấy là tùy theo cái mức độ gia đình chúng ta sử dụng, là chúng ta sử dụng cái áp phù hợp hơn. Và chúng ta tại sao là cái automat thì nó khi mà có chạm chập thì tự động nó sẽ ngắt điện, chạm chập nó dây gây qua dòng nó sẽ ngắt điện. Cái giá trị mình ghi 40, 60 hoặc 25 ấy thì tùy theo từng gia đình sử dụng công suất lớn hay là nhỏ. Thì automat mà công suất nhỏ thì nó sẽ nhảy độ nhạy nó cao hơn, nhưng mà nó còn phụ thuộc vào cái giá trị tải của gia đình chúng ta. Đấy, thứ hai là cái chi phí của cái áp càng lớn thì nó thì giá thành nó càng lớn. Thì cái đấy mình không nói sâu thì ai cũng hiểu. Còn cái GZ250 này, nhân 2 hai thì có một dây lửa và dây nguội. Thì dây lửa và dây nguội đều lắp. Đây là cái cách mà mình hướng dẫn lắp đơn giản nhất. Thì khi điện áp mà trên 250V thì cái van GZ này nó sẽ hoạt động và đánh chập hai cái bản cực này. Và đánh chập hai bản cực này tương đương cái dòng ở đây sẽ đột biến. Đột biến thì nó quá tải thì cái automat sẽ nhảy,
thì nó ngắt tải của gia đình chúng ta hoặc văn phòng là chúng ta ra khỏi cái lưới điện. Còn điện áp cao thì nó tự động nó xa xuống đất và đảm bảo tải chúng ta an toàn. Tải chúng ta thì nó là điều hòa, máy giặt, tủ lạnh, lò vi sóng vân vân. Thế thì mọi người thì hay cũng hiểu và thiết bị chúng ta an toàn. Đấy thì mình cũng nói là cái nguyên lý đơn giản nhất. Còn đối với những cái chống sét phức tạp hơn, đây mình gọi là chống sét lan truyền nhé, chứ không phải chống sét mà nó đánh trực tiếp vào cái nóc nhà, thì nó lại là lại thiết kế là cả một hệ thống khác. Đây là chống sắt sét lan truyền, thì bởi vì hàng năm thì sét đánh xuống cái mạng lưới điện chúng ta, nhất là đánh vào các đầu cột ấy, thì nó lan truyền sét đến gia đình chúng ta. Này hàng năm thì cũng có rất nhiều vụ đánh tránh cháy cả một khu dân cư, như tivi, máy giặt, tủ lạnh, thế là cháy hết các thiết bị nhạy, thì nó càng độ nhạy càng cao thì cháy càng dễ. Thì đây cũng là cách đơn giản. Mà nhiều người thì khi xây nhà thì người ta cũng không để ý cái dùng cắt lọc sét này. Tôi chỉ cần xây nhà thuê mấy ông thợ điện lắp, dây ở trong nhà, chỉ cần có qua cái automat như thế là thực sự. Nếu mà gia đình chúng ta mà dùng điện ngầm ở trong thành phố thì không sao, nhưng mà ở các khu thành phố đi vẫn còn bị cột nổi ấy, hoặc là khu dân cư ở nông thôn ấy, thì rất là nguy hiểm. Bởi vì mỗi khi có dòng sét đến thì thường một số nơi là sét nhiều thì nó hay đánh vào các cái trạm biến áp và đầu cột. Trạm biến áp thì người ta cũng có, nhưng mà người ta triệt tiêu nó vẫn chưa hết, hoặc là người ta đánh nó đánh vào đầu cột thì cái trạm biến áp đấy nó cách xa cái trạm biến áp thì nó cũng không không thể hết được cái lượng điện áp lớn ở trên sét, và nó sẽ lan truyền qua cái đường dây dẫn vào trong gia đình chúng ta và làm hỏng thiết bị chúng ta. Hoặc là chỉ cần những cái tia sét nhẹ thôi, tia sét mà cái cường độ nó nhẹ nó đánh vào thì nó thiết bị nguồn ấy, là nó sẽ hỏng đầu tiên. Nhưng mà nếu chúng ta có cái van thoát sét thì nó sẽ triệt tiêu các cái tia lửa điện đấy, thì nó sẽ đảm bảo an toàn cho thiết bị trong gia đình. Hoặc là các cái gia đình người ta hàn xì bên cạnh, gia đình hàn xì thì cái xung hài ấy, xung hài ở trên lưới điện rất là lớn, nó chớp chớp nhả nhả, chớp chớp nhả nhả, thì nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến cái thiết bị nguồn của chúng ta. Nếu mà chúng ta dùng cái van thoát sét này thì nó sẽ triệt tiêu những cái xung hài mà điện áp cao xuống đất, thì cũng đảm bảo cho cái thiết bị nguồn của các thiết bị trong gia đình, các nguồn điện của thiết bị gia đình nó cũng hoạt động nó tốt hơn. Thì cái này nó không có tác dụng là ổn áp, nhưng là có tác dụng là triệt tiêu các xung nhiễu, xung hài tần số, các cái xung hài cao thì nó sẽ dập xuống xuống mát hết, dập xuống đất. Cái mát này thì nó là cái nối đất đất mà chúng ta đóng vào cái bãi tiếp địa hoặc cọc tiếp địa. Đấy thì mình cũng giới thiệu với các bạn về cái van thoát sét. Còn nếu mà cái van thoát sét mà 500V thì nó lại GZ500 thì nó lại lắp ở cái mục đích khác, nó không phải là lắp cho cái gia đình cái hệ điện 220V, mà nó sẽ lắp ở điện lưới 3 pha, chứ không phải là lắp cho các cái thiết bị gia đình chúng ta. Còn nếu như chúng ta cắt lọc sét phức tạp hơn như ở các trạm viễn thông thì nó sẽ có cái tủ cắt lọc sét mà nó có phân ra nhiều lớp, thì ở trên cái shop công nghệ của mình Sen Đỏ cũng có cái tủ cắt lọc sét, thì nó là cắt lọc sét nhiều tầng khác nhau, thì đảm bảo sao một trong
các tầng này hỏng thì các tầng khác nó vẫn làm việc và đảm bảo thiết bị an toàn. Thì mục đích của mình giới thiệu để mọi người hiểu thêm tại sao, tại vì có một số bạn lại hỏi mình tại sao là 220 GZ250 chứ không phải là GZ500, thì mình cũng giải thích để mọi người hiểu, thì để mọi người sử dụng nó hiệu quả hơn, đúng mục đích hơn đối với gia đình chúng ta. Chúc mọi người sẽ có hệ thống chống sét lan truyền an toàn cho gia đình. Chào mọi người.